Vào buổi sáng ngày hôm nay, California đang bị hấp trong cái tình trạng nắng nóng. Nắng nóng này là phá kỷ luật. Đây là một cái hành hạ, giống như tôi cảm thấy cần phải lấy dồi nước ra sạch cho mát nhưng mà hiện tại California đang thắng rất là nhiều trận, thắng cho nên tiếp tục vẫn còn có điện xài trong thành phố. Trong lúc này trời nóng đang ảnh hưởng rất là nặng nề với công ty điện có thể bị cúp điện. Những người dân sống bên California được kêu gọi hãy cần để dành điện trong cái giờ cao điểm ở bên Cali theo ông thống đốc ở bên cali nói về những người dân giúp đỡ không có xài điện nhiều cho nên khỏi có bị cúp điện mọi người tiếp tục làm những gì nên làm một hai đêm nữa thôi thì chúng ta có thể vượt qua cái trận này vượt qua cái trận này trong lúc này cali đang chiến đấu với trời nóng ông có thấy cái tình trạng mà người ta cần điện nhiều như vậy hay không thì ông sếp đây nói không hiện tại những cái ngày nóng như vậy làm cho hãng điện rất là cố gắng chịu đựng và những cái máy ở đây thì phải làm mạnh hơn. Trong lúc này, những cái chỗ trạm điện đang gặp khó khăn để tiếp tục đưa điện ra cho mọi người. Hiện tại rất là nhiều người đứng chung lại với nhau để cố gắng vượt qua cái trận nóng này. Những cái chỗ cooling cho mát đang mở cửa đón chào những ai cần thiết vô trong đó. Some going to day others... có nhiều trường học thì dạy tới bao nhiêu giờ rồi về, vào cái giờ ăn trưa và cái giờ ra ngoài chơi kêu học sinh ở bên trong cho mát. Windows, Chúng tôi đây đóng những cửa sổ, kéo màn xuống. But, you know, um, we keep the cool air Chúng tôi gắn cố gắng giữ cái hơi mát ở bên trong. Ở ngay trung tâm thành phố Los Angeles, đây là cái chỗ chuyên môn coi về những người homeless đi cho nước mọi người. Đó là trên đường phố rất là nóng, họ đi phát nước cho tất cả. Hiện tại có một số người homeless ở không có máy lạnh gì cả. Có 2.4 triệu người nằm về hướng Bắc ở bên California. Trời rất là nóng ở đó, hơn 110 độ. Nằm về hướng Tây trên Hoa Kỳ, phá kỷ lục trời nóng tiếp tục xảy ra. The blazing heat also means an eruption of wildfires. Trời nó nóng như vậy cũng có nghĩa là nhiều chỗ bị cháy rừng lên. Ten major ones burning across California. Hiện tại có 10 chỗ cháy lớn đang cháy ở bên California. The Fire, Cái chỗ Fairview Fire 75 miles outside Los Angeles, cách bên ngoài Los Angeles khoảng chừng 75 mile đang cháy, đang thiêu rụi khoảng chừng 20.000 mẫu đất. Finally, end, but... Có lẽ là sắp tới đây, cái trời nóng này trong tuần này sắp hết. Trước khi hết trời nóng, nó trở thành là phá kỷ luật nóng và có thể biến California đi vô trong đèn tối.